Sau đó, cha trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi kêu gọi tất cả đồng bào nhân loại hãy chú tâm vào việc khai thác hình ảnh phép lạ khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra trên mây cảnh báo cho nhân loại. Hình ảnh mà tôi đã chụp được vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Cũng như hình ảnh sư tử nhà Chúa mà tôi đã chụp được vào ngày 29 tháng 8 năm 2010. Và cũng như những hình ảnh phép lạ mà cha trời Giêsu đã cho tỏ hiện ra trên mây mà tôi đã chụp được trong lúc hướng dẫn đồng bào cầu nguyện. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng bảo chúng ta hãy mau mắn học hỏi và khai thác những phép lạ này, cũng như học hỏi và chấp hành những sấm lệnh mới mà Ngài đã ban cho. Vì đây là phương pháp và hồng ân vĩ đại duy nhất để cứu rỗi nhân loại. Kính xin anh chị em nhân loại hãy mau mắn chấp hành gấp, phụ giúp tôi khai thác và thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Đồng bào cần vào trang website facegodjesuschrist.com để xem xét và học hỏi, cùng lúc copy những hình ảnh này cũng như copy nhạc tĩnh tâm mà đồng bào đang nghe background, rồi phân phát cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng để chúng ta, nhân loại, con người, lập công chuộc tội. Và đây là địa chỉ liên lạc Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại. Check hoặc money order xin gửi về Face God Jesus Christ Ministry, 1372 Golden West Street, Unit 205, Westminster, California 92683, USA. Nhớ copy những hình ảnh này, phân phát cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Cũng như nhạc tĩnh tâm, đồng bào cần phân phát cho đồng bào nhân loại được biết gấp. Và đây là cách phụ giúp chúng tôi có ngân sách để làm việc thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Sau khi nghe chương trình này, cũng như copy những hình ảnh này hoặc copy nhạc tĩnh tâm trên trang website của chúng ta, thì đồng bào hãy gửi check hoặc money order, hoặc là tìm bằng đủ mọi phương cách nào thích hợp với mình để phụ giúp tôi, phụ giúp đồng bào nhân loại thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Đồng bào nhân loại, những ai có thể dịch ra nhiều thứ tiếng thì hãy làm ngay, rồi
đưa lên Internet để cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết về những sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả chúng ta. Y sư Thánh Giống, y thiền sư, y liền sư Thánh Giống tái thế. Tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, người mà đồng bào Việt Nam thân thương quý mến của chúng ta, cùng quê hương thân thương quý mến Việt Nam của chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ vừa qua. Giờ đây tôi đã lộ diện và đang làm việc gấp rút lãnh đạo Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và lãnh đạo Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại. Vì thế đồng bào hãy mau mắn đồng hành cùng chúng tôi. Tất cả những ấn chứng này đã nói rõ tôi là ai. Đồng bào không nên, không được phép nghi ngờ nữa, mà hãy học hỏi và chấp hành làm việc đồng hành với tôi gấp để thông báo những tin mừng này đến tất cả nhân loại được biết gấp. Tất cả đồng bào nhân loại cần được biết gấp. Nhờ đó, nhân loại mới có thể tránh đệ tam nguyên tử chiến tranh. Đệ tam thế chiến, chiến tranh nguyên tử. Khó tránh khỏi nếu chúng ta không làm bổn phận của mình một cách sốt sắng và thật tâm với tinh thần sám hối và phục vụ. Với tinh thần sám hối và lập công chuộc tội. Thật tâm phụ giúp tôi, phụ giúp đồng bào nhân loại thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đó là cách duy nhất để tránh đệ tam thế chiến, chiến tranh nguyên tử. Đồng bào nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Đây là hình ảnh cảnh báo về việc chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và chỉ có Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Ngoài ra không có một đấng nào khác. Đồng bào nhớ nghe lời tôi hướng dẫn và cảnh báo. Vì đây là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng.
cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta. Và cùng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong, vâng lệnh cha trời thượng đế toàn năng, tỏ hiện ra trên mây, cảnh báo cho tất cả nhân loại lần sau cùng. Vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có những kẻ nào thực sự ăn năn sám hối, ước ao được lập công chuộc tội, thì mới được cứu rỗi. Nhớ cho rõ, chỉ có cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu rỗi nhân loại chúng ta mà thôi. Ngoài ra, không có một đấng nào khác Y sư thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt. Đồng bào nhớ vào trang website gấp faithgodjesuschrist.com. Học hỏi, đồng thời làm việc lập công chuộc tội gấp bằng cách phụ giúp tôi thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Chúng ta cần copy 12 phép lạ vĩ đại này, rồi chúng ta cùng nhau ra đường cầu nguyện từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc, cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới có người Việt Nam, thì chúng ta cứ làm như thế. Khi chúng ta ôm những phép lạ vĩ đại này ra đường cầu nguyện, thì Trung Cộng sẽ bó tay và sẽ rút lui và sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa. Và nhớ, chúng ta cần làm nhịp nhàng ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào có người Việt Nam ở khắp quả địa cầu này, hãy làm như thế. Hẹn điểm, hẹn thời giờ, cùng nhau nhịp nhàng làm như thế, cùng lúc thông báo cho các đài truyền thông, truyền hình, báo chí trên khắp thế giới được biết, thì chúng ta sẽ lấy lại danh dự và hòa bình của đất nước chúng ta một cách nhanh chóng, và cả cộng đồng thế giới sẽ quý mến và kính nể chúng ta nhờ 12 phép lạ này. Và đương nhiên từ đó họ sẽ không dám làm phiền. You must turn yourself to the Holy God Jesus Christ to be saved. Remember that. World War III will happen soon. Many nations will be sinking in the ocean. All those nations obey God's order will be saved. Remember that. All leaders around the world, you need to contact me as soon as possible to receive the new message from the Almighty God telling me to give to you. And you need to respectfully, when you contact me, remember what I just said. Your time is running out. Leader around the world, your time is running out. The Almighty God, Jesus Christ, appear. The last warning to our nation. You must take it serious. Now,
Do not delay anymore.